Trời ơi trời, nguyên một vườn mai 60-70 cây, có mình anh em biết làm chừng nào ra rồi đây trời. Quá khứ rồi. Trời ơi trời, me một vườn 70 cây, biết làm chừng nào rồi mình nên. Làm thì mình nên làm chắc mua một ít. Quá khứ từ Thái Bình bay xuống tới Trần Thời, nhìn cái đám cây nên nóng lạnh luôn. Gì đây không, cái nào cái nấy khủng bố bà ba. Sao 70 cây như em bằng mình nên bằng chừng nào đấy anh em ơi. Rồi để đó em khá rồi nè, không cái này là dạ. vô được rồi. Ồ, mẹ có mình anh này không biết mùa mít Để đâu? nó đi làm mà ba cái sắt với người ta mấy hôm nay Thì cứ từ từ mày làm đang làm Cà Mau rồi không có bỏ được. thôi. Mấy cái này lấy ra. Em anh tính bạn với em là tính mình vô một một ngoài của cái chính thôi á, Dạ. rồi cái mình bỏ ngoài cái bỏ khỏi vô mấy cái mình xương cá, Rồi. rồi em cứ giúp anh từ từ, cái nào cần trước thì cứ vô trước. Rồi. Hôm nay bển làm gì, chợ làm gì? Cái kia chợ 4.0 cứ từ từ làm thì nào xong thôi. Nay giờ làm lại vườn đẹp quá rồi. Ông mua ba cái ổi nu nu ở đâu quá trời, cái nào nó đẹp đẹp vậy? Mua tới ngoài Bắc, ngoài Ồ, mẹ. Tuyên Quang, Yên Bái, có cây này ở trong này thôi nè. Thấy cây nu lũa ngoài kia chưa? Anh thấy rồi. Cây khủng không anh em ơi. Cũng cây này mai vàng thì tiền nào chịu nổi hả? Cái ổi này cũng quá khứ. Nu. Mai vàng xu. Cây 50-70 hoành không anh em ơi.
xa lắm Hậu Gia ơi, từ Thái Bình xuống tới Trần Thời lận. Thôi rồi anh em chơi coi nhiêu rồi, tắt like đi làm cho anh ta coi. Rồi chào.